Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Một luồng khói lạ bốc lên từ nhiều miệng cống trên đường Lê Văn Lương kéo dài đoạn đối diện với trung tâm thương mại The Pride Hà Đông Hà Nội, khiến người đi đường không khỏi hoài nghi về việc xả thải ngầm dưới cống. Phản ánh của khán giả Ngô Văn Tùng, số điện thoại 0949 và số cuối 367. Hàng trăm hộ dân hai phường Lộc Hạ và phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định nhiều năm nay phải sống trong bầu không khí ô nhiễm luôn nồng nặc mùi hôi thối. Phản ánh của khán giả Nguyễn Minh, số điện thoại 0912 3 số cuối 850. Quét đất núi ăn sâu vào tận chân các trụ điện đe dọa an toàn lưới điện Bắc Nam. Phản ánh của khán giả Vân Hằng trú tại Nha Trang, Khánh Hòa. Những chiếc TV thế hệ cũ từng vang bóng một thời, giờ được tập kết tại các vựa phế liệu chỉ để lấy vài linh kiện còn sử dụng được. Ghi nhận của khán giả Nguyễn Văn Toàn, số điện thoại 0912 3 số cuối 687 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Phát hiện nhiều di vật như gạch đá của các triều đại phong kiến tại phế tích lăng mộ vua Trần Duệ Tông và Trần Thuận Tông ở làng Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Chia sẻ của khán giả Phạm Xuân Hiếu, số điện thoại 0949 3 số cuối 695. Chuyển sang nội dung chi tiết, thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 12, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã lai dắt thành công tàu cá BD96668TS gặp nạn do bị hỏng máy thả trôi, mất khả năng điều động từ ngày 23 tháng 12 vừa qua. Khán giả Trần Nghi, số điện thoại 0984 3 số cuối 914 cho biết, toàn bộ các thuyền viên trên tàu đã cập bến một cách an toàn. Trước đó, tàu cá BD96668TS do ông Võ Thành Thật, sinh năm 1979, trú tại Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định, làm thuyền trưởng, cùng 12 thuyền viên trên tàu đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể khắc phục được sự cố hỏng máy. Lúc này, các thuyền viên trên tàu mệt mỏi, mang tâm lý lo lắng và hoảng loạn vì tàu đang ở trong vùng ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và cơn bão Nokten đang tiến vào Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 25 tháng 12, tàu SAR-2701 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành các biện pháp tổ chức cứu nạn. Do thời tiết xấu, sóng to, vị trí bị nạn cách xa bờ nên công tác cứu nạn thuyền viên gặp nhiều khó khăn. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, tàu SAR-2701 đã cứu được 12 ngư dân tàu cá BD96668TS và đưa về cảng Nha Trang. Thưa quý vị, cũng trong ngày 25 tháng 12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết tàu cá PI95021TS do ông Hồ Lương, 62 tuổi, tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng, vừa cứu sống hai người Philippines trôi trên biển. Việc cứu vớt hai người Philippines diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 12 khi tàu cá PI95021TS cùng 6 lao động đang hành nghề câu cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 160 hải lý về phía Đông Bắc. Hiện sức khỏe của hai người bị nạn đã ổn định. Dự kiến tàu cá PI95021TS chở theo hai người Philippines vào bờ khi hoàn thành chuyến đi biển. Trong chiều ngày 25 tháng 12, khi đi trên đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn đối diện với trung tâm thương mại The Pride của Hà Đông, Hà Nội, khán giả Ngô Văn Tùng có số điện thoại 0949 3 số cuối 367 đã chứng kiến cảnh một luồng khói có cả đen và trắng bốc lên từ các miệng cống sát vỉa hè. Anh Tùng không khỏi thắc mắc về nguồn gốc phát ra những luồng khói lạ đó. Những luồng khói đen bốc ra từ miệng cống sát vỉa hè đưa anh Tùng ví như đang hình chuột. Hiện tượng này đồng loạt xuất hiện từ nhiều miệng cống khác nhau, trải dài khắp 100m trên đường Lê Văn Lương. Có chỗ khói bốc ra màu đen, có chỗ lại màu trắng đục, khó quan sát hơn. Khi đưa tay trước những miệng cống này, anh Tùng cảm nhận được cường độ gió rất mạnh.
mùi khói hắc, khó ngửi, không giống như việc đốt rác thông thường. Khán giả Ngô Văn Tùng còn cho biết thêm là ngay từ lúc ngang qua đoạn đường này, anh đã chứng kiến cảnh khói bốc lên như vậy. Anh đã dừng lại quan sát khoảng 15 phút thì thấy khói bốc lên mỗi lúc một dày đặc hơn. Trong khi đó thì phía đối diện là rất nhiều nhà cao tầng, nơi cư trú của hàng nghìn người dân. Nếu hiện tượng này thường xuyên xuất hiện thì chắc chắn là sẽ không tránh khỏi việc ảnh hưởng tới sức khỏe của họ. Vì vậy anh Tùng rất mong cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh rõ nguồn gốc của luồng khói. Nếu là việc xả thải trộm của các nhà máy xí nghiệp thì cần phải xử lý nghiêm, trả lại môi trường sống trong sạch cho người dân. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, hàng trăm hộ dân sống giữa lòng đô thị mà bao năm vẫn phải sống trong môi trường ô nhiễm nặng nề, luôn phải hít thở trong bầu không khí đậm đặc mùi hôi thối. Nhưng đó là thực tế đang xảy ra tại hai phường Lộc Hạ và Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip dưới đây do khán giả Nguyễn Minh từ số điện thoại 0912 3 số cuối 850 cung cấp tới chương trình. Con sông T311 dài hơn 1 km đi qua hai tổ dân phố số 4 và số 8, phường Lộc Hạ. Phía bên kia là hai khu phố O18 và O20, phường Hạ Long. Hai bên bờ sông có hàng trăm hộ dân đang sinh sống. Theo thời gian, bùn đất dồn tụ, bèo lục bình phủ kín mặt nước. Cách đây 2 năm, con sông đã được nạo vét và kè lại hai bên bờ theo quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, từ ngày nạo vét, những hộ dân nơi đây còn khổ cực hơn vì ô nhiễm gia tăng. Nước sông lúc nào cũng một màu đen như nhựa đường, bốc mùi hôi thối. Nhân hai tổ tôi được 2.000 hộ dân là bị ô nhiễm môi trường, là bao năm kiến nghị các cấp chưa giải quyết được khi làm hộ dân như tôi. Theo khán giả Nguyễn Minh được biết thì con sông T311 cũng là nơi tập trung nước thải công nghiệp và nước thải dân sinh của cả địa bàn phía bắc thành phố Nam Định, nằm giữa hai phường Hạ Long và phường Lộc Hạ. Khi chưa nạo vét thì đất bùn đóng băng, bèo phủ kín mặt, song khi có nước thải là trôi đi ngay. Còn bây giờ con sông thì bị ứ đọng tất cả các loại nước thải dân sinh và nước thải của nhà máy bia Lada dồn về đều không thể thoát được. Chính vì vậy mà khu vực này luôn nồng nặc mùi hôi thối và khốn khổ nhất là những hộ sống ngay cạnh bờ sông. Nhiều nhà khi đã ăn cơm phải bê lên tầng thượng để ăn, giảm bớt mùi. Những gia đình có người già trẻ nhỏ thì hầu như phải tìm nơi ở nhờ. Theo anh Minh được biết thì đã nhiều lần người dân làm đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền, thậm chí cũng đã có ý kiến trực tiếp của các đại biểu Quốc hội khi về tiếp xúc với cử tri. Nhưng cho tới nay, tình trạng ô nhiễm tại khu dân cư vẫn chưa được giải quyết. Người dân thì vẫn phải sống chung với mùi hôi thối, đời sống và sức khỏe bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, về vấn đề này chúng tôi sẽ liên hệ tới Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Nam Định để làm rõ và có hướng giải quyết. Thông tin phản hồi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong những chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng khoét núi lấy đất đang diễn ra ngày càng ồ ạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ngoài việc gây bất an cho người dân sống dưới chân núi thì việc này còn khiến các trụ điện dẫn đường dây Bắc Nam đứng trên các ngọn núi cũng đang phải đối mặt với nguy cơ ngã đổ do sạt lở. Đây là nội dung phản ánh mà khán giả Vân Hằng trú tại Nha Trang, Khánh Hòa đã gửi tới phản ánh cùng với chương trình. Và ngay sau đây là những hình ảnh mà chị Hằng đã ghi lại được. Những hình ảnh được khán giả Vân Hằng ghi lại vào ngày 25 tháng 12 năm 2016 trên địa bàn xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
những khoảng đất dưới chân núi nằm sát với các khu dân cư bị đào múc không thương tiếc, để lại những hõm sâu hoắm. Không những thế, đến cả các trụ điện dẫn đường dây cao thế Bắc Nam nằm trên các ngọn núi nơi đây cũng bị khoét đến sát các chân. Nhiều trụ điện hiện đang đứng chềnh vênh sát bờ vực. Theo chị Hằng được biết thì sau vụ lở núi kinh hoàng làm 4 người tử vong tại xã Phước Đồng vào ngày 12 tháng 12 vừa qua, ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bắt đầu tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm những vụ khai thác đất núi trái phép đang diễn ra ồ ạt trên khắp địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, việc quy định người đi đò đi phà qua sông và các chủ các phương tiện này phải mặc áo phao đã có hiệu lực từ rất lâu. Tuy nhiên rất nhiều bến đò bến phà ở Nam Định thì phớt lờ quy định này, vẫn ngày ngày ngược xuôi chở khách. Ghi nhận của khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0912 3 số cuối 950 trên sông Ninh Cơ và sông Hồng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hình ảnh được ghi lại vào trung tuần tháng 12 năm 2016 khi khán giả Minh Vũ có dịp đi dọc sông Ninh Cơ, sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Nam Định. Anh đã chứng kiến cảnh hầu hết bến đò ngang ở đây không đưa hoặc nhắc nhở khách mặc áo phao khi qua sông như bến Gót Tràng, Phú Lễ, Giáp Năm, Thịnh Long. Đặc biệt, tại bến phà Hữu Bị trên sông Hồng, nối hai huyện Lý Nhân của tỉnh Nam Định và huyện Vũ Thư của tỉnh Thái Bình. Vào dịp cuối năm, có rất đông khách qua đây bởi phía huyện Vũ Thư, ngay bên triền sông, có vườn hoa cải rất đẹp, nơi thu hút rất nhiều du khách đổ về tham quan. Hàng ngày, bến phà này phải gồng mình chuyên chở khách. Tuy nhiên, các chủ đò đều chỉ nghĩ đến kinh doanh, mà không nghĩ đến việc chấp hành luật an toàn giao thông đường thủy và đảm bảo an toàn cho khách. Theo quan sát của anh Vũ, thì những đò từ phía Thái Bình sang, trên phà chỉ có mấy chiếc phao đeo, nhưng được nhét chặt vào cạnh cabin. Đò phía Nam Định sang, mỗi chuyến chuyên chở đến 50 hành khách và xe máy, nhưng đều không hề có một chiếc áo phao hay dụng cụ nổi nào. Thưa quý vị, theo tìm hiểu của khán giả Minh Vũ thì trên dọc các tuyến sông này luôn có lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Nam Định tuần tra, còn việc không chấp hành mặc áo phao thì cũng diễn ra như cơm bữa, tuy nhiên không hề bị xử phạt. Người phản ánh đến chương trình, khán giả Minh Vũ rất mong lực lượng chức năng có trách nhiệm tại những khu vực bến đò này cần siết chặt công tác quản lý, xử lý mạnh tay chứ không phải là nhắc nhở đơn thuần như thời gian vừa qua. Có như vậy thì mới đảm bảo được an toàn cho hành khách qua sông. Sau khi lũ rút, công tác vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng lũ là công việc hết sức cấp thiết. Vì thế, sáng ngày 26 tháng 12, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, Bình Định đã thành lập đoàn công tác về thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã Phước Thuận, xã địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề trong 5 đợt lũ vừa qua. Một số hình ảnh về buổi khám bệnh đã được khán giả Bùi Sinh có số điện thoại 0979 và số cuối 056 ghi lại và chia sẻ cùng chương trình. Sáng ngày 26 tháng 12, đoàn công tác y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước đã có mặt tại xã Phước Thuận tham gia vào công tác giúp người dân ổn định cuộc sống sau lũ. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân ở xóm Lộc Ninh, thôn Lộc Hạ đã có mặt tại điểm khám để được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và cấp thuốc. Ngoài việc khám, cấp thuốc, đoàn cũng đã tư vấn và hướng dẫn cho người dân về cách phòng ngừa một số bệnh thường gặp sau lũ, nhất là các bệnh về đường ruột.
Thưa quý vị, trước sự phát triển không ngừng của kỹ thuật số đã liên tục cho ra đời các thế hệ TV ngày càng hiện đại, từ màn hình phẳng cho tới màn hình cong lại được tích hợp nhiều công nghệ, đã vô tình để các TV đời cũ lặng lẽ biến mất khỏi thị trường. Tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã có một nơi chuyên thu gom những chiếc TV lỗi thời này từ các hộ dân đào thải. Ghi nhận của khán giả Nguyễn Văn Toàn, số điện thoại 0912 3 số cuối 687. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là hình ảnh một nghĩa địa TV đời cũ với hàng trăm chiếc TV nằm chồng chất cao như núi để phơi sương phơi nắng, lộ thiên tại một vựa phế liệu bên quốc lộ 1A của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây chuyên thu mua lại từ những người đi mua dạo phế liệu trên các đường phố, ngõ ngách, các xóm nhà dân. Từ những chiếc TV thùng cho đến những chiếc TV có mẫu mã đẹp, một thời được ưa chuộng trên thị trường, cũng như là niềm tự hào của những người sở hữu chúng. Ngày xưa này khổ rồi, thời mà bao cấp bao đời, bao nhiêu người với cá một cái đi là đỡ coi trong thể một cái làng để xóm mới sẻ. Theo tìm hiểu của khán giả Nguyễn Văn Toàn thì những chiếc TV cũ này sẽ được đập ra để lấy cuộn dây đồng của đèn hình và cùng biến thế điện. Thỉnh thoảng cũng có các thợ sửa chữa điện tử nhỏ lẻ tại các vùng quê, nông thôn thường đến các vựa thu mua phế liệu để tìm mua những linh kiện dùng vào các nhu cầu khác. Bên cạnh đó thì không ít học sinh sinh viên cũng quan tâm đến các sản phẩm này để phục vụ cho quá trình học tập nghiên cứu của mình. Anh Toàn cho rằng lượng rác điện tử phát sinh tại Việt Nam thì ngày càng nhiều, rất cần được kiểm soát. Bởi trong rác điện tử thì có nhiều kim loại nặng khá độc hại như chì, thủy ngân. Nếu phát tán ra môi trường sẽ rất nguy hiểm, vì vậy người làm nghề này cũng cần phải được trang bị những kiến thức cần thiết để không gây ra những tác động xấu tới môi trường xung quanh. Thưa quý vị, các chuyên gia khảo cổ thuộc khoa lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Phòng Văn hóa Thị xã Đông Triều Quảng Ninh đang tiến hành khảo cổ phế tích lăng mộ vua Trần Duệ Tông và Trần Thuận Tông ở làng Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã Đông Triều. Quá trình khảo cổ thì các chuyên gia phát hiện nhiều di vật như là gạch đá của các triều đại phong kiến. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với một số hình ảnh ghi lại tại khu vực khảo cổ qua clip của khán giả Phạm Xuân Hiếu, số điện thoại 0949 3 số cuối 695 đã gửi tới chương trình. Đây là hình ảnh về khu vực khảo cổ phế tích lăng mộ hai vua Trần Thuận Tông và Trần Duệ Tông ở làng Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây là khu rừng Bạch Đàn ven con đường dẫn lên chùa Ngọc Thanh. Hơn 3 tuần qua, các chuyên gia khảo cổ đã tiến hành dọn dẹp, phát quang cỏ dại và đo đạc nhằm dựng lại khuôn viên lăng mộ hai vị vua cuối đời Trần này một cách chuẩn xác nhất. Tại khu vực khảo cổ còn một số gò, đống đất với nhiều mảnh gạch gốm vỡ. Các chuyên gia cho biết, những viên gạch nung này được xác định từ thời nhà Nguyễn. Đặc biệt có hai khối đá chạm khắc hoa sen, một nét mỹ thuật tiêu biểu của thời Trần. Hiện công tác khảo cổ đang được tiến hành khẩn trương nhằm dựng lại lăng mộ của hai vị vua này trước khi xây dựng. Qua tìm hiểu, khán giả Phạm Xuân Hiếu được biết là vua Trần Duệ Tông là vua thứ 9 nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông tên thật là Trần Kính, là con thứ 11 của Trần Minh Tông, em của ba vị vua là Trần Hiến Tông, Trần Dụ Tông và Trần Nghệ Tông.
Ông là một người con có cá tính và đầy quyết đoán. Tháng 12 năm 1376, Trần Duệ Tông tự cầm quân đi đánh giặc Chiêm Thành. Tuy nhiên, vì chủ quan khinh địch, không nghe lời gan rán phân tích lợi hại của quần thần, cho nên vua Duệ Tông đã bị thua trận và bị quân Chiêm Thành giết chết cùng nhiều tướng lĩnh như là Đồ Lễ hay là Nguyễn Lạp Hòa. Trần Duệ Tông là vua duy nhất trong lịch sử Việt Nam bị tử trận khi đương quyền. Vua chết được đưa về chôn ở Hy Lăng, chính là nơi mà hiện đang tiến hành khảo cổ. Còn vua Chuẩn Thuận Tông là vua thứ 11 nhà Trần, tên thật là Trần Ngung, sinh tại kinh đô Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam ngày nay. Vua Trần Thuận Tông là con út của Thượng hoàng Trần Nghệ Tông, lên làm vua khi mới 11 tuổi, lập con gái trưởng của Hồ Quý Ly là Thánh Ngâu làm hoàng hậu. Ông ở ngôi được 10 năm, xuất gia hơn 1 năm thì bị Hồ Quý Ly giết, thọ 22 tuổi. Hiện công tác khảo cổ lăng mộ của hai vị vua nhà Trần này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn khu di tích nhà Trần vốn được công nhận là di tích đặc biệt cấp quốc gia. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Chiều ngày 25 tháng 12, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã lai rắt thành công tàu cá BD96668TS gặp nạn do bị hỏng máy thả trôi, mất khả năng điều động từ ngày 23 tháng 12 vừa qua. Toàn bộ 12 người có mặt trên thuyền đã được đưa về cảng Nha Trang an toàn. Chia sẻ của khán giả Trần Nghi có số điện thoại 0984 3 số cuối 914. Chiều ngày 25 tháng 12, tại nhiều miệng cống nằm trên đoạn đường dài khoảng 100m trên đường Lê Văn Lương, đoạn đối diện trung tâm thương mại The Bright, Hà Đông, Hà Nội, bốc ra một luồng khói lạ có mùi khét. Khán giả Ngô Văn Tùng có số điện thoại 0949 3 số cuối 367, người gửi clip đến chương trình không khỏi hoài nghi về việc có hiện tượng xả thải trộm tại đây. Nhiều năm nay, người dân hai phường Lộc Hạ và phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định luôn phải hít thở trong bầu không khí đậm đặc mùi hôi thối bốc lên từ sông T311. Nguyên nhân là do con sông ứ đọng tất cả các loại nước thải sinh hoạt của người dân và nước thải của nhà máy bia Lada dồn về nhưng không thoát đi được. Phản ánh của khán giả Nguyễn Minh có số điện thoại 0912 3 số cuối 850. Đang diễn ra ồ ạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ngoài việc gây bất an cho người dân sống dưới chân núi, việc làm này còn khiến các trụ điện dẫn đường dây Bắc Nam đứng trên các ngọn núi cũng đang lâm vào tình trạng hết sức nguy hiểm khi việc khai thác đất này đang dần ăn sâu vào chân. Phản ánh của khán giả Vân Hằng, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa. Việc quy định người đi đò, đi phà qua sông và chủ các phương tiện này phải mặc áo phao đã có hiệu lực từ lâu. Tuy nhiên, rất nhiều bến đò, bến phà ở Nam Định phớt lờ quy định này, vẫn ngày ngày ngược xuôi chở khách. Ghi nhận của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950 tại bến Gót Tràng, Phú Lễ, Giáp Năm, Thịnh Long và Hữu Bị trên sông Ninh Cơ và sông Hồng. Sáng ngày 26 tháng 12, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã thành lập đoàn công tác về thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã Phước Thuận, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong 5 đợt lũ vừa qua. Ngoài việc khám, cấp thuốc, đoàn cũng đã tư vấn và hướng dẫn cho người dân về cách phòng ngừa một số bệnh thường gặp sau lũ, nhất là các bệnh về đường ruột. Ghi nhận của khán giả Bùi Sinh có số điện thoại 0979 3 số cuối 056. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị. Đó là chiếc đồ thu kỹ thuật số vệ tinh VTCH-DV9 hoặc một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng sẽ được ban biên tập của chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị có thể gửi thư đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.